Tường Vi rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Đẹp để tự tin, được phát sóng vào 21:50 mỗi tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Phải nói là ông bà xưa chúng ta có một câu rất là hay, đó là nhất dáng nhì gia. Khi một người phụ nữ mà có một cái thân hình đẹp á, thì cô ấy sẽ trở nên nổi bật và tự tin hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng đôi khi là có một cái khiếm khuyết làm cho chị em phụ nữ chúng ta mất đi cái vẻ quyến rũ, và cũng khiến cho hơi tự ti một chút xíu. Cái vấn đề này khó nói quá. Thôi bây giờ quý vị hãy cùng theo dõi cái tiểu phẩm để xem vấn đề là gì nha. Bạn với bè, bạn với bè, ông đừng hòng, đừng hòng. Cái gì vậy? Cái gì mà bà giống như đi học mới về gây lộn với bạn ở trong trường vậy? Đi học gì đi học, tập thể dục mới về đi học gì? Chứ với bạn với bè, gây lộn với ai á? Lộn với Dung á. Sao? Từ đây sao em không bao giờ chơi với nó nữa? Tại sao? Em tức quá, cái cục tức em nó nghẹn tới đây nó thấy được muốn trào ra luôn vậy đó. Uống miếng nước cho nó dằn cái cục tức xuống đi. Rồi nói cho anh nghe coi tại sao tức. Nó làm cái gì mà nó xúc phạm tới em? Nó chơi em. Chơi sao? Nó chơi em là khu cách lẹ. Trời ơi, một cái con người xinh đẹp mỉm miều như vậy mà nó gọi là khô cá lẹp. Nó xài quá xài. Đúng không? Nó xài đúng không? Khô cá sặc mới đúng. Khô cá sặc mới đúng. Ốm mà nói mình ốm đi. Anh nói em rồi, chịu khó tập thể dục, ăn uống điều độ, mai mốt mình mập mạp, mình có da có thịt lên. Đứa nào mà nó chê em khô cá lẹp là mình vớt nó liền. Đúng không? Ừ. Mình sẽ vớt nó đúng không? Vớt nó. Nếu nó chê vậy á, em cũng không có tức. Nhưng mà em tức chán là nó cứ chê đúng vô cái khuyết điểm của em. Trời ơi, thì em có khuyết điểm gì đâu. Trán hơi dồ, da hơi ngâm đen, chân giọng kiền, rồi nhiều mụn nhiều thẹo thôi chứ có gì đâu mà chê. Anh nín đi, sao câu đời cũng sát muối vô tim em hết vậy? Giỡn cho vui mà, nói chung là trong mắt anh em đẹp toàn diện. Mà nói nghe nè, trời cho nhiêu hưởng nhiêu, phước phần ai lấy hưởng. Mình có muốn hơn cũng không được đâu. Cứ để cho nó tự nhiên đi em. Không, em nâng cấp dòng màu của em lên. Không, anh không đồng ý, anh không cho phép em làm như vậy. Sao vậy? Không được, không được, không được làm. Không, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này em phải nâng cấp dòng một của em lên. Anh đừng có cản em. Em quyết tâm. Em quyết tâm rồi thì anh không có cản. Tại vì vợ mình đẹp thì chồng cũng được hãnh diện, đúng không? Nhưng mà quan trọng là em phải tìm cái phương pháp nào đó cho thật là an toàn. Tại vì bây giờ những cái cơ sở thẩm mỹ mà dởm á, nó tràn lan trên thị trường. Nếu mà làm không khéo có biến chứng là nguy hiểm đến tính mạng của mình đó. Vậy luôn hả? Ừ. Vậy bây giờ á, phương pháp nâng ngực nào là tiên tiến nhất ta? Rồi cái vấn đề quan trọng á là sau khi hậu phẫu á, mình phải chăm sóc thế nào? Em suy nghĩ vậy là chính xác rồi đó. Nhưng mà muốn biết mà rõ ràng nguồn gốc, tận gốc rễ luôn, hãy nhờ chuyên gia tư vấn. Các bạn cũng đã thấy đó, cải tạo cái vòng một luôn luôn là một cái đề tài mà cũng như là cái nỗi lo nhức nhối trong lòng mỗi chị em phụ nữ. Nhưng mà nhiều khi ngại, không bao giờ dám nói ra hết trơn á. Và bây giờ thì cũng có rất là nhiều phương pháp để phẫu thuật nâng ngực. Nhưng mà cái phương pháp nào mà phải để an toàn nè, phải hiệu quả và phải phù hợp với cơ thể của mình nữa, thì đó mới là một cái gọi là chúng ta cần phải tìm hiểu. Và biết nỗi lo của các bạn, hôm nay chương trình Đẹp để tự tin của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn giải quyết tất tần tật những cái thắc mắc đó. Và chương trình đã mời đến đây thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, là trưởng khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vi, xin chào quý khán giả trong chương trình Đẹp để tự tin. Thưa bác sĩ, hiện nay thì cái phương pháp phẫu thuật nâng ngực á, được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Nhưng mà không biết là cái phương pháp nào mới được nhiều chị em chọn lựa nhất vậy bác sĩ? Phương pháp thì có thực ra thì có hai phương pháp. Một là phương pháp mình mổ, cái thứ hai là phương pháp nội soi. Dạ. Thì có hai phương pháp. Còn vấn đề chọn lựa cái đường mổ như thế nào cho phù hợp với từng đối tượng người khách hàng. Túi ngực thì có rất nhiều loại, và qua các thời kỳ theo lịch sử của cái ngành thẩm mỹ thì ví dụ đầu tiên là túi nước biển, sau này là túi nhám và là túi gel, kế tiếp là túi gel nhưng mà có con chip. Hiện tại trên thị trường Việt Nam thì có cái nano chip. Thì cái nano chip với cái nano phục vụ cho vấn đề nâng ngực á, thì nano chip với cái nano thực ra gần như là như nhau. Khác chăng á, trong cái túi nano đó có đặt một cái phương tiện gọi là con chip. Con chip đó nó có 15 thông số để theo dõi về vấn đề thông tin về cái túi đó. Mục đích của nhà sản xuất là để bảo hành cái túi.
Em cứ tưởng là con chip đó sẽ giúp cho giống như là tìm để coi cái túi đó hiện tại nó có tốt hay không, hay nó có bị vấn đề gì hay không. Nếu mà chỉ là thông số như vậy thì chắc là cũng không có quan trọng lắm đúng không bác sĩ? Tức là theo dõi về thông tin thôi. Dạ. Yeah. Tức là cái túi này là được đặt vào ngày nào và là được bác sĩ nào đặt vào bệnh nhân là tên gì. Chứ thực ra cái chip này không ảnh hưởng gì tới cái kết quả của đặt túi ngực. Tất nhiên cái túi nano thì nó có những ưu điểm hơn cái túi trơn hay là các cái túi nhám khác. Tức là nano này nó có khoảng 49.000 cái điểm để tiếp xúc với phần cơ của khách hàng, để cho nó tạo một cái là bám chắc và tối ưu về vấn đề bao sơ co thắt. Trong đặt túi ngực thì các bác sĩ rất là ngại và rất lo lắng về vấn đề là tạo bao sơ co thắt. Mà riêng cái túi nhám, túi nano á thì có ưu điểm là hạn chế tối đa. Vậy thưa bác sĩ, như vậy thì cái quy trình mà khi nâng ngực 3D nano chip á thì nó có khác gì với cái cách nâng ngực bình thường không ạ? Nâng ngực 3D hay là nâng ngực phẫu thuật nâng ngực thông thường thì về kỹ thuật thì không có cái gì khác biệt. Còn vấn đề 3D ở đây á là mình sử dụng phần mềm Photoshop để khi mà mình trước khi phẫu thuật á mình chụp hình cái dốc dáng xem trước, xong rồi mình đưa một cái túi cũng trên hình ảnh 3D vào cái lồng ngực để xem coi mình chọn lựa, tức là 3D để chọn lựa cái túi nào phù hợp. Như là gọi là chọn cái size đúng không bác? Chọn cái size phù hợp thôi, chứ thật ra 3D nó không ảnh hưởng gì vấn đề là trong quá trình phẫu thuật hết. Như vậy thì mà cái quá trình phẫu thuật nâng ngực xong á bác, cái việc chăm sóc em nghĩ là chắc là sẽ khó khăn, tại vì đó là ngay cái vùng ngực của mình, ngay cái vùng mà mình hoạt động rất là nhiều. Vấn đề chăm sóc sau nâng ngực về cơ bản giống như phẫu thuật một cái cơ quan khác, tức là giữ vết thương được khô và được chăm sóc mỗi ngày cho sạch. Riêng túi ngực nano á rất là tiện, là mình không cần phải massage, tự túi mềm luôn hả bác? Tự mềm mại, mình không cần phải massage. Sau khi đặt khoảng trên một tháng mình nên tập thể dục và mang cái áo định hình. Nhưng mà bác ơi, có một vấn đề nữa mà các chị em quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là những chị em chưa lập gia đình, thì không biết là cái việc phẫu thuật nâng ngực thì sau này ví dụ như là mình sinh con cho em bé bú á, thì nó có gặp vấn đề cản trở gì không bác? Nâng ngực hiện tại với sự tiến bộ của khoa học thẩm mỹ thì tất cả các cái túi đều đặt dưới cơ ngực lớn, không có giống như ngày xưa là đặt dưới tiếng để tiết sữa. Một số cái đường mổ sẽ ảnh hưởng tới tiếng sữa, riêng cái đường nách là hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Kính thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất là nhiều cơ sở cũng như là cái phương pháp phẫu thuật nâng ngực này nó rất là phổ biến đối với các chị em phụ nữ. Thì với những chị em nào đang quan tâm với cái phương pháp này thì bác sĩ có thể có một cái lời khuyên nho nhỏ được không ạ? Để an toàn trong phẫu thuật thì các bạn nên chọn những cơ sở có uy tín và đặc biệt là những cơ sở được cấp phép từ Sở Y tế hoặc là các bệnh viện có khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên cái vấn đề nâng ngực theo quy định bắt buộc là phải nâng ngực tại bệnh viện. Các bác sĩ tại các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đa phần là cũng có những cái liên kết với bệnh viện, cho nên chúng ta chọn các phòng khám để tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ, có thể là phòng khám bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và bệnh viện có khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Những lưu ý khi phẫu thuật nâng ngực: nên vệ sinh vết thương hàng ngày và bôi thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi phẫu thuật nâng ngực, cần kiêng tắm trong khoảng 4 ngày đầu, tránh cho vết mổ tiếp xúc với nước. Nên mặc áo ngực hỗ trợ, sử dụng các loại áo mềm, kích cỡ vừa vặn. Kiêng các loại thực phẩm dễ gây mưng mủ, sưng tấy, viêm và để lại sẹo như thịt gà, thịt bò, các loại hải sản, đồ tanh, đồ nếp, rau muống. Kính thưa quý vị, và với những chia sẻ của bác sĩ về vấn đề phẫu thuật nâng ngực vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đẹp Để Tự Tin. Và chúng tôi sẽ được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Bây giờ thì Tường Vi và bác sĩ Nguyễn Quốc Việt xin chào và hẹn gặp lại.